Rồi ok, xin chào anh em đã đến với kênh GRX Game Mua Ảnh mình, và chúng ta sẽ tiếp tục đến với con game Kho Báu Truyền Thuyết nha anh em nhé. Cũng đã khá là lâu rồi không có thời gian để làm video review và reaction cũng như là để lên video mini game cho anh em. Thì ngày hôm nay thì có một con app muốn dành tặng cho anh em, một người chơi may mắn. Nhưng mà thật sự là anh em nào chơi thì anh em nào xác định mà có thời gian chơi, hoặc anh em gọi tâm huyết bến xe vào chung, thì anh em hãy tham gia event mini game này nhé. Bởi vì hiện nay thì những giai đoạn trước mình cũng có các bạn chơi bến xe vào chung rất là tâm huyết với mình, và các bạn ấy không có thời gian chơi nữa, các bạn ấy để lại app để cho mình làm video để tặng mini game cho anh em. Nhưng tuy nhiên là sau khi trao phần thưởng cho các người chơi thì các bạn ấy vào gọi là chơi có được một sớm một chiều thôi, ví dụ là xả hết vé hoặc là mở hết tướng, thế sau đó là trải nghiệm rồi một chút, sau đó là các bạn ấy bỏ app đi. Thật sự rất là tiếc anh em ạ. Con app này thì đến từ server chung cũng khá là mới, và mình cũng được một bạn ở bên server Việt Nam, bạn người chơi Việt Nam, bạn ấy không có thời gian chơi nên là bạn ấy để dành tặng lại cho mình. Và con app này hiện nay là đang VIP 3 nha anh em nhé, đang VIP 3 và đang bắt đầu bước sang gọi là cuối mùa giải thứ hai, tức là bắt đầu bước sang mùa giải thứ ba. Và anh em đây, anh em có thể thấy ở vị trí chiến lệnh hiện nay nó đang là cái khung S2. Với khung S2 này tương đương với là cái tháng thứ hai, tức là 60 ngày. Và hiện nay thì điểm danh thì đang bước sang ngày 1. Thì như vậy nè, với con ác này thì mình đang chơi đến ngày thứ 61 nha anh em nhé, tức là mới chơi đến ngày thứ 61 thôi, gọi là tròn 2 tháng thôi. Và hiện nay thì mình đã vừa mới hoàn thành cái nhiệm vụ Event 60 năm đấy, trong một tuần đầu tiên. Nhiệm vụ Event 6 năm gọi là đầu tiên, nhiệm vụ đầu tiên ở trong một game của truyền thuyết bên server chung. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng check trong team xem là có gì nhé. Với con ác này thì hiện nay mình đang nâng ấy được một em tướng Wano Zoro 11 sao với SP4. Em tướng thứ hai mình đang sở hữu đó chính là em tướng Senoku với 11 sao. Em tướng thứ ba đang sở hữu đó chính là em tướng Wano Mako ấy, tướng búp 9 sao, và xác định là chỉ cần nâng em tướng Wano Mako đến 9 sao như này là được rồi, và chúng ta sẽ tập trung dương UR để nâng các em tướng khác. Em tướng thứ tư ở trong team đó chính là em tướng Jinbei với 9 sao. Em tướng thứ năm là em tướng Sabo 8 sao. Với em tướng Sabo 8 sao này thì hiện nay đang dư một copy Sabo nữa, và anh em hoàn toàn có thể nâng em tướng Sabo này lên 9 sao nha anh em nhé. Ngoài ra thì trong team này ấy, ngoại trừ 5 em tướng trong team chính thì mình còn sở hữu thêm ấy, một em tướng Fujitora 9 sao nữa để mình lấy cái level chiến đội. Ngoài ra ấy, chúng ta có em tướng Bo Hancock. Với Bo Hancock này thì mình đang chuẩn bị để nâng em tướng Bo Hancock này lên 9 sao, sau đó sẽ làm phút 9 sao cho các cái con tướng khác. Ở bên dòng tứ hoàng thì hiện nay mình có một copy của Rainen UR này. Ngoài ra anh em có thể thấy là có 3 copy của Crocus. Nếu anh em thích thì anh em có thể nâng Crocus lên, hoặc không thì anh em hãy cứ để phút của bên dòng tứ hoàng ở lại. Về các cái tài nguyên hiện nay thì anh em thấy mình đang có 20 năm cái rương UR chính, và với rương UR chính ở bên server ở Trung Quốc thì chúng ta thấy là đã đến sự xuất hiện của Apo rồi nhá anh em nhé. Apo là em tướng ra trước Nami, như vậy là Việt Nam thì đến Nami, còn dương chính UR ở bên server Trung thì đã đến em tướng Apo rồi anh em ạ. 40 dương ấy, dương UR thường nữa, và với dương UR thường ở bên server chung thì hiện nay chúng ta có sự xuất hiện của Jinbei rồi, và nếu cần thì anh em có thể lấy em tướng Rainer để anh em sẵn sàng nâng anh em ạ. Như vậy chỗ này là tổng mình sẽ có là 90 mảnh tướng UR, và hôm nay là thứ bảy thì ngày mai chủ nhật sau khi kết thúc ngày mai thì hoàn toàn anh em có thể mở dương và sở hữu thêm một em tướng UR nữa nha anh em nhé. Với vé thì hiện nay mình đang tích được 189 vé đấy, trong gọi là 2 tháng như này cái số lượng vé nó cũng hơi ít một chút, nhưng mình gọi là đang tích vé để gọi là cái giai đoạn trước thì đang tích kim cương để nâng level chiến đội anh em, level lực chiến đúng không cái. Ok, chìa khóa thì chúng ta đang có 15 chìa khóa nha anh em nhé. Thì đây chính là con ác này mình muốn làm mini game để tặng anh em. Và anh em mini game thì rất là đơn giản thôi, anh em hãy comment hai con số may mắn nhất từ 00 đến 99, và vào 10 giờ đi, 10 giờ buổi sáng ngày mai, tức là ngày chủ nhật đấy, 10 giờ sáng ngày mai, ngày chủ nhật ngày 20 hay là ngày 21 đấy, ngày 21 đi, ngày chủ nhật thì mình sẽ công bố kết quả, và mình sẽ phương pháp ở đây chúng ta sẽ không lấy cái
kết quả xổ số đặc biệt miền Bắc nữa, mà anh em cứ comment hai số từ 00 đến 99, sau đó mình sẽ lên trình duyệt ghép và mình sẽ lựa chọn ứng dụng là quay số online và sẽ lựa chọn một con số may mắn nhất để dành đến cho anh em nhé. Như vậy thì người chơi nào có con số dự đoán may mắn nhất với cái con số trùng với con số may quay số may mắn anh em ạ, gần nhất và chính xác nhất và nhanh nhất thì sẽ được phần quà là con ác này nhé. Nếu anh em nào thật sự là muốn chơi bên xe vào chung thì mình sẽ dành tặng con ác này cho người chơi may mắn đó anh em ạ. Còn nếu trường hợp mà anh em vẫn tham gia cho nó vui thôi và anh em trúng giải và anh em không có nhu cầu chơi thì anh em có thể báo lại mình là để dành tặng cho người chơi may mắn tiếp theo, thì mình sẽ tiến hành là quay anh em ạ. Và thời gian công bố kết quả thì sẽ rơi vào khoảng 10 giờ 30 đến 11 giờ buổi sáng ngày mai, tức là buổi sáng ngày chủ nhật nha anh em nhé. Còn thời gian chốt thì mình sẽ chốt vào khoảng tầm 10 giờ sáng ngày mai, sau đó mình sẽ làm video để gửi tặng đến anh em ạ. Và anh em cố gắng là tại vì sao mình lại lấy cái mốc thời gian từ 10 rưỡi đến 11 giờ buổi sáng ngày mai, bởi vì nó còn liên quan đến cái PPV đấu trường thế giới nữa, bởi vì hiện nay thì bên server chung nó đang ghép các cái server mới với nhau, và với cái server này mình đang chơi thì hiện nay nó đang ghép mới các cái server khá là mới, nên là cái số lượng các đội được vào PPV là 11 đội. Và anh em thấy là cái team này của mình nha anh em nhé, nếu như anh em ngày mai anh em canh anh em canh cái top PVV thì anh em hoàn toàn có thể vào trong top 11 được. Đây mình sẽ sử dụng 4 cái vé free để mình leo vào trong top 11 nha anh em nhé. Nên là anh em sở hữu vào buổi trưa ngày mai ngày thứ chủ nhật thì buổi tối thời gian là 19 giờ, trước 19 giờ anh em vào canh, anh em vào leo top thì anh em hoàn toàn có thể lọt được vào top PVV đấu trường thế giới ở bên server chung, cái cụm server mới này, để anh em có thể là lọt vào top và nhận 100 dương đấy, tự chọn tướng UR nhé, 10.000 điểm sum món neo. Anh em lấy Sabo cũng được và không cũng được. Đây anh em có thể thấy là chỉ với 5 cái vé thôi thì anh em ấy mình đã neo được vào top 10 rồi, nên là nếu như ngày mai anh em canh vé thì anh em hoàn toàn có thể lọt vào được nha anh em nhé. Bởi vì bên server chung hiện nay nó đang mở khá là nhiều server đấy, cứ 1, 2 đến 3 ngày nó mở thêm một server nữa, nên là cái tỷ lệ để cho anh em có thể gặp được các cái server mới và tỷ lệ để cho anh em có thể lọt được vào PVP đấu trường thế giới thì nó sẽ rộng mở hơn rất là nhiều. Đây anh em ơi, đấy, lọt vào top 7 rồi. Nếu anh em cứ canh và anh em giữ thì anh em hoàn toàn có thể lọt được vào trong cái top PVP đấu trường thế giới để anh em có thể đạt được 10.000 điểm xu mỏ neo nhé anh em nhé. Thì anh em nhớ hãy tham gia Event Mini Game ngày hôm nay với con số may mắn từ 00 đến 99 để thời gian từ 10 giờ 30 đến 11 giờ sáng ngày mai, trưa ngày mai thì anh em sẽ cùng canh kết quả, và nếu may mắn thì anh em sở hữu con ác về và tối ngày mai anh em sẽ tham gia PVP đấu trường thế giới luôn được nha anh em nhé. Rồi ok, xin chào anh em nhé.